Ok, xin chào mọi người. Mình là Vũ Thanh Vân, singer-songwriter tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 11 vừa rồi, mình đã vừa cho ra mắt EP 5 bài hát tên là Hết Sức Thật Lòng. Và hôm nay chúng ta sẽ ngồi đây hỏi và trả lời các câu hỏi mà các bạn đã gửi tới mình qua phần Instagram Story. Hãy chọn một tụ bài. Cảm hứng của chị là gì khi viết lắng nghe ạ? Mình có đọc mà nhìn mấy review của các bạn ấy thì mọi người nghĩ tưởng là bài lắng nghe là một bài hát viết về tình yêu. Thật ra bài đấy không phải là bài hát viết về tình yêu mọi người. Nó là nội dung của nó là đây là một bài hát về một người bạn lắng nghe tất cả mọi người, nghe lời tất cả mọi người trừ mình ra. Cảm hứng đầu tiên, cảm hứng nguyên thủy của bài hát này là khi mình cảm thấy những điều mình nói không được trân trọng và không được suy nghĩ thấu đáo, mặc dù mình rất là quan tâm đến người ta. Giải đáp cách sắp xếp các bài trong EP đi ạ. Khi mà mình đưa tất cả các bài hát trong EP này đặt lại cùng với nhau ấy, EP này nó không có một cái câu chuyện mạch lạc rõ ràng giống như là EP After Party trước của mình, mà nó khi mình kết các bài hát lại với nhau thì mình muốn mọi người có một trải nghiệm nghe tốt nhất, một cái mạch cảm xúc tốt nhất. Mình muốn mở đầu nó bằng một bài hát vui tươi và khiến cho mọi người kiểu upbeat lên ấy, cảm thấy mọi người kiểu cảm thấy phấn khích trong người ấy. Nên Em Không là bài đầu tiên, và sau cái cảm giác phấn khích đấy thì cần một bài hát nào đấy mà nó kéo dài cái cảm giác phấn khích đó. Thì tiếp theo nó là bài Personal, khá là dancey, nó khá là funky. Sau Personal lắng nghe cũng là một bài hát khá là dày đầm ấy. Đây là kiểu, nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó dịu lại. Và sau đó là bài Sài Gòn Khóc Của Em, là một bài trầm và buồn. Bài cuối cùng là bài Khó Để Yêu, thì có một nửa đầu là ballad và nửa sau là drum and bass, và mình kiểu muốn là bài cuối mang tinh thần của mọi người vực lên. So yeah, đó là cách sắp xếp các bài hát trong EP Hết Sức Thật Lòng của mình. Ok, vì sao chị lại đặt tên EP là Hết Sức Thật Lòng ạ? Mình chỉ muốn mọi người biết là những bài hát này nó hết sức thật lòng. Đó là những điều thành thật mà mình suy nghĩ và mình muốn nói ra với mọi người. Vậy thôi. Nó thật sự không có ý nghĩa gì quá là sâu xa cả. Một track chị tâm đắc nhất. Track mình tâm đắc nhất chắc chắn là Em Không rồi. Lúc mà mình viết xong bài Em Không ấy, mình đã cảm thấy đây là một bài hát chắc chắn là nó sẽ thay đổi nhiều thứ trong sự nghiệp của mình. Nên chắc chắn là Em Không. Chị có thể giải thích câu người mà anh thầm mong ước vì em cần anh trước được không ạ? Câu này, cái đoạn đấy như nào nhỉ? Dường như anh đã quen với những ngày có em, chẳng cần đi hay sao nhưng anh lại có em, người mà anh thầm mong ước vì em cần anh chưa, em vẫn vậy, chỉ là anh chẳng nhìn thấy mình may mắn đến biết mấy, anh vẫn vậy. Cái câu này nó cần phải được đặt vào ngữ cảnh của cả một cái verse đó mọi người. Câu này nó là giải thích cho câu trước. Chẳng cần đi hái sao nhưng anh lại có em, mặc dù em là người anh thầm mong ước, nhưng bởi vì em cần anh trước nên là anh đã chẳng phải đi hái sao mà lại có được em. Nghĩa nó như vậy. Câu tiếp theo. Em thấy từ Tory 2022 chị đã có năng lượng rất khác rồi ý. What happened to your energy? Mình yêu đời hơn. What happened to my energy was I was more happy. I was happier. That's it. Nguyên bài hay xỉu nhưng tại sao lại là nếu em biết rằng mai sau ta chẳng bên nhau, có gì để mất ạ? À, đây là một đoạn trong bài Em Không. Ý nghĩa của câu này là hold on. Cái câu này nó khá là cá nhân đối với mình ấy. Không biết là mọi người có từng trải qua cái cảm xúc như vậy trong tình yêu hay không, nhưng mà
với mình thì cái mối quan hệ mà mình viết về trong cái bài này này, nó là một mối quan hệ mà mình luôn là người phải dè chừng và phải cẩn thận, và luôn mình luôn muốn làm hài lòng đối phương. À, cái câu này mình viết ra sau khi mà cái mối quan hệ nó đã kết thúc rồi, mình mới nhìn lại, mình mới cảm thấy là nếu mà đã biết là đằng nào cũng chia tay như thế, mình cũng không còn bên nhau như thế, thì tại sao hồi đấy mình lại phải dè chừng như vậy? Mình có gì để mất đâu? Thế mình lại luôn lo sợ, luôn quan tâm đến cảm xúc của đối phương như thế, đằng nào chẳng chia tay. Kiểu câu này nó cũng hơi cay đắng đấy, nó cũng nó cũng có một phần cay đắng trong này đấy mọi người. Một bài học cuộc sống. Cảm hứng cho track Khó để yêu part 2 của chị là gì vậy ạ? Khó điều part 2 nó chính là phần cuối của khó điều part 1. Mình muốn chia bài Khó để yêu 11 phút ra thành 2 phần để tiện quảng bá hơn. Đó, chỉ có vậy thôi em mọi người. Cầu xin lyric phần rap trong personal ạ. Đi xem show ngay front row, hoàng hậu ngồi đầu băng giá, ngôi sao xanh trong đêm thâu, My Cleopatra. Killian mở nắp ra, nhấp son môi và nước hoa. After party, nah-uh. Hotel lobby, yeah-uh. Mấy thằng kia nên ngồi nhìn, với không được đành đứng im. Tâm hồn em thật đẹp vì có bàn tay của anh kế bên. Nói với bọn nó, đứng đấy mà ngó, có không giữ thì mất đừng tìm. EP là câu chuyện tiếp theo của cô gái sau em không ạ? Không, không hẳn là câu chuyện tiếp theo của cô gái sau em không. Nó vẫn là một cái nhân vật cô gái đó, mà nó ở nhiều những diễn biến, những giai đoạn khác nhau, những tâm sự khác nhau trong một thời điểm trong cuộc đời. Ok, bài nào là bài chị khó viết nhất vậy ạ? Và bài nào là bài dễ viết nhất? Interesting. Một câu hỏi rất là thú vị. Bài khó viết nhất chắc chắn là bài personal. Cái câu đầu tiên mình viết trong personal ấy cũng là cái câu mà nó tuôn ra ngay lập tức khi mà mình bắt đầu viết bài đấy. Biến ra chỗ khác chơi, biến ra chỗ khác chơi. Em không muốn thấy anh trong cuộc vui ngày hôm nay. Mình viết bài này trong rất nhiều tháng ấy. Bài dễ viết nhất thì chắc chắn là em không. Em không là bài viết, mình viết rất là nhanh, mình viết trong tầm 20 phút thôi là xong. Personal thật sự là khó. Bởi vì lúc kiểu mình quen viết pop ấy, viết pop với ballad ấy, personal nó có hơi yếu tố soul, nên là mình kiểu rất là để tâm về việc cái rhythm của mình như thế nào và cái deliver của mình như thế nào. Nên chắc chắn là personal là bài hát đau đầu nhất của mình. Vì sao chị không fit với bất kỳ ai trong EP? Vì chị khó tính ý. Giọng nam trong bài Personal là anh nào Thế Vân? Giọng nam trong bài Personal là một người anh tên là Vũ. Vũ Thanh Vân. Cảm hứng từ đâu để chị sáng tác Khó để yêu part 1 vậy ạ? Cảm hứng là sau khi viết nhạc một thời gian thì mình cảm thấy gần như là mình chẳng bao giờ viết về bản thân mình hết. Mình muốn có một bài hát mà nó viết về chính mình, và mình thành thật với bản thân mình, nhìn bản thân mình một cách khách quan nhất ý. Khi mà mình kiểu nhìn vào bản thân mình thì mình thấy toàn lỗi à? Mình thấy toàn những sự tự ti với những sự yếu đuối. Và kiểu đấy là những cái điều mà mình nghĩ là ai cũng muốn né tránh trong cuộc đời. Ai cũng muốn nghĩ bản thân mình là một điều gì tốt hơn. Thật sự là những cái lúc mà mình yếu đuối nhất ý, nghĩ bản thân mình ý, mình cũng chỉ là một con người với đầy những khuyết điểm ý. Để viết được những cái bài khiến mình cảm thấy tốt hơn về bản thân mình và viết về bản thân mình như vậy, thì mình phải có những cái bài thừa nhận những cái khuyết điểm của mình trước. Đã bài Khó để yêu là một bài như thế. Đây là thật sự là một bài mà mình nhìn nhận về chính mình dưới góc nhìn của mình, và mình viết nó một cách thành thật nhất. Khi mà mọi người nghe bài Khó để yêu thì chắc chắn là tôi cảm thấy rất là exposed,
Đấy là cái phần yếu mềm nhất trong tôi và tôi đã phô bày ra cho các bạn nghe. Be easy on me. Ok, vừa rồi là 20 câu hỏi giải đáp về EP hết sức thật lòng. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này và cảm ơn mọi người đã gửi câu hỏi cho mình để mình có thể ngồi đây và trả lời mọi người. Stream hết sức thật lòng, please, because it's completely honest. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Love you guys.